con chào bác ạ. Học sinh trường Mê Linh hôm nay rất vinh dự được chào đón bác đến thăm trường. Chúng con có bó hoa tươi thắm tặng bác ạ. Chúc bác có thật nhiều sức khỏe, luôn vui và sẽ mãi nhớ về kỷ niệm bác đến thăm mái trường Mê Linh thân yêu của chúng con ạ. Thưa các thầy giáo, nguyên là lãnh đạo của nhà trường, các thầy giáo, cô giáo trong ban lãnh đạo nhà trường, cùng các cô giáo, thầy giáo và các em học sinh yêu quý. Hôm nay tôi rất là vui mừng, rất là phấn khởi đến thăm trường Trung học phổ thông Mê Linh, một nhà trường rất vinh dự được mang tên Mê Linh, một địa danh văn hóa lịch sử và quê hương của hai bà Trưng anh hùng. Và cũng rất phấn khởi thấy sự trưởng thành của nhà trường. Có thể nói là nhà trường thì được thành lập 36 năm rồi, đúng không? Năm nay năm thứ 36, từ năm 85. Và nếu mà nói về nguồn gốc thì nhà trường có thể thành lập được 41 năm. Cội nguồn từ khi làm phân hiệu 2 của trường cấp 3 Thạnh Phú, bây giờ là trường Yên Lãng. Thạnh Phú thì mang tên một cái huyện của tỉnh Bến Tre kết nghĩa với Vĩnh Phúc. Trải qua 36 năm thành lập và 41 năm đào tạo và xây dựng trưởng thành, thì có thể nói là các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và các thế hệ học sinh nhà trường đã vượt qua rất nhiều những khó khăn, gian khổ, và đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều những thành tích rất là cao trong dạy và học. Như báo cáo của đồng chí hiệu trưởng thầy Trung, ngày xưa thì cái thời kỳ mới thành lập rất là khó khăn cả cơ sở vật chất, khó khăn cả về những trang thiết bị, khó khăn cả về chương trình, khó khăn cả về đội ngũ thầy giáo cô giáo, khó khăn cả về điều kiện cho các em học sinh. Nhà trường khó khăn, những các em học sinh ngày xưa nghèo, nông thôn,
vùng nông thôn. Không được ăn mặc đẹp như hôm nay đâu. Làm vất vả lắm. Thầy Hoàng Minh thì biết quá rồi đúng không? Các thầy Hoàng Minh rồi các thầy nguyên hiệu trưởng đây thì đều biết khó khăn lắm. Các cháu ngày xưa đi học, em, chị, các cô, các bác đi học này, phụ nữ là cứ phải làm nhà, làm công việc của gia đình, làm nông nghiệp, gánh gồng, vẹo lưng, người không cao được. Đấy, cô đây cao được ngày xưa là cũng do là cũng chưa phải đi làm nông nghiệp cho nên cao như thế. Nhưng hôm nay nhìn thấy các cháu rất là xinh tươi và rất là đẹp. Nhưng mà ngày xưa một cái thời khó khăn như vậy, nhưng mà thầy và trò vẫn vui và vẫn trong sáng, vẫn lạc quan, vẫn nghĩa tình. Và do đó mới có một cái trường Mê Linh như hôm nay được. Thì có thể nói rằng đây là cái cố gắng rất lớn của thầy và trò, các thế hệ của trường phổ thông trung học Mê Linh. Hôm qua là trường cấp 3 và hôm nay là trường phổ thông trung học Mê Linh. Hôm nay thì rất nhiều thành tích như thầy hiệu trưởng vừa nói. Một trường có thể là một trong hai trường đầu tiên của huyện Mê Linh đúng không? Một trong hai trường. Trước đây là trường Thạnh Phú, sau này trường này. Một trong hai trường đầu tiên. Và tôi rất vui là thấy rằng chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Nó thể hiện là đội ngũ giáo viên thì được không chỉ đông về số lượng, nhưng mà chất lượng các thầy giáo cô giáo ngày càng nâng cao. Nhiều thầy giáo cô giáo đạt nhiều danh hiệu, giáo viên dạy giỏi, rồi có nhiều học sinh đạt những giải cao trong các kỳ thi của quốc gia và thành phố Hà Nội. Tỷ lệ học sinh vào đại học cao đẳng chiếm rất là cao. Và có nhiều em đạt thủ khoa của những cái trường danh tiếng như Đại học Quốc gia, vân vân. Đấy là cái kết quả mà thấy rằng sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò. Tôi rất là vui và xin chúc mừng những thành tích thầy và trò của trường đã đạt được trong những năm qua. Tuy nhiên ấy, so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đấy, thì chúng ta cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đảng Nhà nước là coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Theo cái kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta dạy các em, để các em vừa vui tươi và vừa thoải mái, nhưng vừa phát huy được sáng tạo, tránh học gạo. Đấy là những yêu cầu trong thời gian tới, để mỗi một con người đều phát huy được cái độc lập tự chủ của chính mình để có những cống hiến cho đất nước. Và cái cuối cùng tức là các em ra trường phải tiếp tục và phân ngành, tiếp tục được học cao hơn, tiếp tục vào những ngành nghề phù hợp để sau này trở thành công dân có ích cho đất nước, công dân trong đó có sức khỏe và có đạo đức, có kỹ năng, có kiến thức để làm được những cái nhiệm vụ mà theo năng lực của chính mình để góp phần phát triển đất nước, mà sản phẩm của nhà trường là những cái đó. Đấy. Thì tôi cũng mong muốn nhà trường tiếp tục để có những sản phẩm mới. Và để làm được việc này thì tôi cũng đề nghị các cấp chính quyền. Ở đây không có thành phố thì tôi đi tôi cũng gọi, nhưng ở đây có huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện thì cũng với trách nhiệm quản lý trên địa bàn cùng với là chủ đầu tư đây đúng không, thì phải tiếp tục tập trung để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường để có đủ điều kiện để nhà trường có thể đảm bảo dạy tốt, học tốt cho các em học tốt. Đề nghị huyện cũng quan tâm động viên các doanh nghiệp trên địa phương, địa bàn để
quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và trong đó có trường phổ thông trung học Mê Linh. Và đề nghị thầy giáo các thế hệ cũng bằng kinh nghiệm, bằng trái tim, tâm huyết tiếp tục dành những cái tình cảm để quan tâm sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện nhà, nhưng cùng thời là quan tâm đến các trường nói chung, trong đó có trường phổ thông trung học Mê Linh. Và tôi cũng mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy cái truyền thống, phát huy truyền thống để viết tiếp những trang sử mới, để tô thắm cho cái lá cờ truyền thống vẻ vang 36 năm thành lập và 41 năm đào tạo, để có nhiều những học sinh được đào tạo, được học từ nhà trường, để có những cống hiến tốt cho Tổ quốc chúng ta. Rất mong muốn như vậy. À, những cái kiến nghị của nhà trường thì tôi cũng xin tiếp thu. Những cái gì cụ thể, làm tượng đài bao tiền, làm nhà truyền thống bao nhiêu tiền, phải tính ra. Ai làm như thế nào, mẫu mã như thế nào, đấy, phải mời người ta về, người ta nghiên cứu đi. Nghiên cứu cái tượng đài đi, phải mời họa sĩ về, những nhà điêu khắc về họ làm. Nhá. Nhà truyền thống phải xem là nhà thống nó có những cái gì trong đó. Phải mời các kiến trúc sư, rồi các họa sĩ về, họ nghiên cứu, họ thiết kế cái nhà truyền thống. Thiết kế cái phòng trang trí bên trong ngoài hệ thống là những cái gì. Đúng không? Đấy, từ đó thì mới khái toán ra là tiền là bao nhiêu. Thì bao nhiêu đấy thì thứ nhất là vốn ngân sách có được bao nhiêu. Còn lại thì cần huy động bao nhiêu. Và lúc đó tôi sẽ cùng với các đồng chí để bàn cái đó. Để cùng với huyện nhé. Để bàn cái đó cụ thể. Đấy. Để cố gắng bây giờ. Nhưng mà bây giờ phải làm từ bây giờ. Tượng đài bây giờ phải làm từ bây giờ, đúng không? Đã thuê chưa? Chưa. Thì bây giờ tượng đài mà cứ đắp mấy cái tượng thạch cao lên thì dễ lắm. Rẻ tiền thôi. Nhưng tượng đài nó phải có một cái giá trị về văn hóa, đúng không? Giá trị về hội họa, về điêu khắc thì mới giữ bền lâu được. Đấy, mang tên Hai Bà Trưng, Mê Linh, tượng đài Hai Bà Trưng, phát huy truyền thống thì chắc chắn là các em học sinh nữ chắc là sẽ rất là giỏi và rất là kiên cường. Và tinh thần như thế thì chúc các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ và các em học sinh có mặt hôm nay lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Và qua các thầy giáo, cô giáo nay gửi lời thăm chúc mừng năm mới đến tất cả các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ và các thế học sinh của nhà trường. Để có sức khỏe và cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn.